đi về với bố rồi. Tiếp khi sáng bố đón con đi học về, bố đón tiếp về rồi. Ba đón tiếp rồi đây. Alo, ba. Sao đây em? Hả? Alo. Nghe. Ba, Yen Nhi này, Yen Nhi đòi cô Tít này. Thế hả? Đây cô Tít đây này. Khóc nhè. Yen Nhi khóc nhè. Yen Nhi khóc nhè ở nhà kìa. Hả? Cô à. Ờ. Ô, không nhà đòi cô Tít à? Tít cho mày. Ừ. Cô Tít đây này. Ai là Tít à? Ừ, Tít này. Cô cơm mẹ. Tít là về với chị. Cơm mẹ về chia mất. Ừ. Thôi, nín nhà là khóc nha. Trời. Ba tắt máy rồi. Ba tắt máy rồi, con thấy cô Tít, con đợi nhờ cô Tít chưa? Hả? Cô Tít chơi ba vài bữa rồi, cô Tít lại về với con nhá. Đừng khóc nhè nữa nhá. Ồ, khóc nhè, thấy không về, thấy Tít khóc nhè đấy. Hả? Sao? Muốn xin về chơi với chị một tí hả? Hả? Thì con đi đi nha. Nhưng mà con đi nhớ là cẩn thận nha. Nghe chưa?
con tí phải về đây. Hả? Con thấy chị khóc rồi vì con nhớ chị, con cũng nhớ chị, con về à? Tí cũng nhớ chú thương chị, con tí về thăm chị phải không? Chưa đợi nhớ chưa? Thích chưa? Con sữa cho con kìa. Thằng thích cầm sữa đi con. Thích cầm sữa. Cho con sữa.